Hôm qua ngày 30 tháng 12, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Trà Vinh tổ chức trao tặng 50 suất quà cho các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Trà Cún, xã Ngãi Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cún. Mỗi suất quà được Hội người cao tuổi tỉnh Trà Vinh trao tặng lần này trị giá 600.000 đồng do Quỹ Tiện Tâm, Tập đoàn VinGroup tài trợ. Đây là những phần quà nhằm giúp cho các cụ cao tuổi có thêm điều kiện vui xuân đón Tết Quý Mão năm 2023. Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn VinGroup tài trợ cho tỉnh 100 suất quà với tổng trị giá 60 triệu đồng. Các đối tượng được hỗ trợ quà Tết lần này chủ yếu là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Cầu Kè, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Trà Vinh cũng vừa tổ chức tặng quà Tết cho 20 hội viên người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phong Phú. Tại đây, mỗi cụ được nhận một phần quà trị giá 600.000 đồng. Đây là nguồn kinh phí do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam vận động Quỹ Thiện Tâm ở quận Long Biên, Hà Nội hỗ trợ, nhằm giúp cho người cao tuổi nghèo giảm khó khăn để có điều kiện vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo Ban đại diện Hội người cao tuổi Trà Vinh, trong đợt tặng quà Tết lần này, trên địa bàn tỉnh có 100 hội viên người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng quà. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam vận động Quỹ Thiện Tâm ở quận Long Biên, Hà Nội hỗ trợ.